Nếu đó là một khán giả của những bộ phim TVB đình đám ngày ấy, ắt hẳn chúng ta sẽ khó lòng có thể quên được vẻ đẹp diễm lệ của Hoa hậu Hồng Kông một thời Lý Gia Hân. Xuất thân từ một gia đình hai chủng tộc và trải qua không ít biến cố, Lý Gia Hân đã tự mình đổi đời bằng chính sắc đẹp ngút trời, cặp kè cùng những đại gia giàu có. Chính vì thế, cô gặp phải không ít chỉ trích và gièm pha khi bị xem là hồ ly tinh tham vàng bỏ ngãi và trở thành một trong những cái tên tai tiếng nhất của làng điện ảnh Hồng Kông cho đến ngày nay. Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang trong mình hai dòng máu Bồ Đào Nha, Trung Quốc. Trái ngược với cuộc sống nhung lụa khi làm dâu nhà hào môn như hiện tại, mỹ nhân đình đám một thời của màn ảnh xứ Cảng Thơm đã trải qua một tuổi thơ cơ cực, đau khổ với những trận cãi vã của cha mẹ và chuỗi ngày mưu sinh vất vả. Tuổi thơ ấu thiếu vắng sự che chở của người cha đã buộc cô cùng mẹ và chị gái phải gồng mình kiếm tiền, trang trải cuộc sống trong căn nhà lồng ảm đạm, dột nát. Nhờ khuôn mặt dễ thương, xinh xắn, năm lên 3 tuổi, Lý Gia Hân đã sớm được phát hiện và tham gia vào một quảng cáo dành cho trẻ em. Đến năm 12 tuổi, vẻ trong sáng, tinh khôi của mỹ nhân Hương Cảng lại đem đến cho cô cơ hội đóng quảng cáo lần hai. Trong suốt quãng thời gian học phổ thông, vẻ đẹp của sao phim Thiện Nữ U Hồn 2 đã lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất, khiến cô nhận về không ít lời mời đóng phim. Tuy nhiên, thay vì gật đầu trước những cơ hội nổi tiếng, Lý Gia Hân từ chối tất cả và tập trung phấn đấu để trở thành tiếp viên hàng không. Đến năm 14 tuổi, người đẹp bắt đầu dấn thân vào nghề người mẫu với mong ước đổi đời. Sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1970 bắt đầu bước qua ngã rẽ khi cô ghi danh thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1988 và được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Cùng năm, mỹ nhân họ Lý giành luôn vương miện Hoa hậu Hoa kiều quốc tế nhờ nhan sắc xinh đẹp vốn có. Sau cuộc thi, Lý Gia Hân đầu quân cho TVB và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất đầy thăng hoa. Mặc dù không được đánh giá cao về diễn xuất, Lý Gia Hân vẫn có mặt trong hàng loạt tác phẩm đình đám nhờ gương mặt quá ăn khách. Những năm 1990, Lý Gia Hân là một trong tứ đại mỹ nhân của màn ảnh Hồng Kông bên cạnh Quan Chi Lâm, Trương Mạn Ngọc và Lâm Thanh Hà. Nhắc đến mỹ nhân 49 tuổi, công chúng Hồng Kông không thể quên sự góp mặt của cô trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Thiện Nữ U Hồn 2, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đông Phương Bất Bại, Nguyên Chấn Hiệp, Đọa Lạc Thiên Sứ, Tuyết Sơn Phi Hồ, Phương Thế Ngọc, Hào Môn Dạ Yến. Dẫu khiến hàng triệu trái tim đàn ông mê mẩn với nhan sắc thanh thuần, thoát tục trên màn ảnh, nhưng khả năng diễn xuất của Lý Gia Hân chưa từng được khán giả đánh giá cao. Cô được xem là bình hoa di động, mỹ nhân được đưa vào phim chỉ để đẹp đội hình. Hai lần mang danh hồ ly tinh cướp chồng. Nhắc đến cái tên Lý Gia Hân, bên cạnh vẻ đẹp đã thành huyền thoại của màn ảnh xứ Cảng Thơm, người ta còn nhớ đến những bê bối của minh tinh phim Đọa Lạc Thiên Sứ bên các đại gia lắm tiền nhiều của. Trước khi bước chân vào làng giải trí đầy thị phi và cám dỗ, Lý Gia Hân từng có mối tình đẹp với nhà văn Nghê Chấn, chồng hiện tại của Châu Huệ Mẫn. Thế nhưng hai người quyết định chia tay không lâu sau khi nữ diễn viên phim Tiếu Ngạo Giang Hồ đăng quang Hoa hậu. Năm 1993, khi tham gia phim Nguyên Chấn Hiệp cùng dàn mỹ nhân đình đám bấy giờ như Hồng Hân, Vương Phi, Chu Nhân, Lý Gia Hân nhanh chóng phải lòng bạn diễn Lê Minh, một trong tứ đại thiên vương của Hồng Kông. Nhờ hiệu ứng trên phim, mối quan hệ Lê Minh và Lý Gia Hân nhận được sự ủng hộ của công chúng, cặp sao được mệnh danh là đôi tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí. Thế nhưng, chuyện tình của đôi tài tử minh tinh đình đám bậc nhất Hương Cảng không kéo dài được bao lâu khi Lý Gia Hân bắt đầu lao vào những mối quan hệ sặc mùi tình tiền bên các đại gia giàu có. Mãi nhiều năm về sau, chuyện tình giang dở đầy tiếc nuối của Lý Gia Hân, Lê Minh vẫn được nhắc lại cùng sự trách móc, chỉ trích dành cho nàng hậu xinh đẹp. Sau Lê Minh, Lý Gia Hân cặp kè với tỷ phú Lưu Loan Hùng, đại gia hơn cô đến 20 tuổi và đã có gia đình, trở thành bóng hồng nóng bỏng bên cạnh doanh nhân giàu có. Sau phim Thiện Nữ U Hồn trở thành bà hoàng được cung phụng hết mực, sở hữu xe sang, nhà khủng cùng những món đồ hiệu đắt giá. Đổi lại cuộc sống xa hoa bên người tình lắm tiền của, mỹ nhân sinh năm 1970 phải nhận về vô số lời đàm tiếu, chỉ trích, khinh miệt từ dư luận. Cũng từ đây, Lý Gia Hân gắn liền với danh hiệu hồ ly tinh, khi chính cô là nguyên nhân khiến Lưu Loan Hùng bỏ cả vợ con để đeo đuổi. Những tưởng đã có cái kết viên mãn bên tỷ phú họ Lưu, mối quan hệ chân dài đại gia này nhanh chóng đổ vỡ vì sự xuất hiện của Quan Chi Lâm, đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông thuở bấy giờ. Dẫu sở hữu vẻ đẹp chẳng hề thua kém đàn chị, Lý Gia Hân vẫn phải ngậm ngùi từ bỏ Lưu Loan Hùng trong tiếc nuối. Năm 2006, hoa hậu 49 tuổi bất ngờ gặp tỷ phú Hứa Tấn Hanh và nhanh chóng lao vào cuộc tình với thiếu gia nhà tài phiệt giàu có bậc nhất Hồng Kông, bất chấp doanh nhân này đã có vợ. Mối quan hệ tình cảm giữa Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh lần nữa biến mỹ nhân phim Nguyên Chấn Hiệp trở thành con giáp thứ 13, khiến gia đình của đại gia này đổ vỡ. Cụ thể, Lý Tấn Hanh quyết ly dị Hà Siêu Quỳnh, ai nữ vua sòng bạc Ma Cao Hà Hồng Sâm, làm dư luận xứ Cảng Thơm chỉ trích Lý Gia Hân thậm tệ. Vụ tai tiếng này khiến hình ảnh của người đẹp sinh năm 1970 vốn đã méo mó trong lòng khán giả, nay lại bị ghét bỏ nhiều hơn. Công chúng gọi Lý Gia Hân là kẻ hám tiền, mê danh lợi, bất chấp làm dâu nhà hào môn để đổi đời, mặc kệ mang tiếng xấu. Bỏ ngoài tai những lời ác ý, năm 2008, chuyện tình tai tiếng của Lý Gia Hân Hứa Tấn Hanh khép lại bằng một đám cưới xa hoa. Mãi những năm về sau, công chúng vẫn chưa nguôi cơn phẫn nộ dành cho hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông. Cuộc sống viên mãn ở tuổi 49. Bước qua cánh cổng nhà họ Hứa, cuộc sống làm dâu gia tộc danh giá của Lý Gia Hân không sung sướng như nhiều người lầm tưởng. Không chỉ trở thành cái gai trong mắt mẹ chồng vì là tiểu tam, mỹ nhân phim Phương Thế Ngọc, còn bị gia đình chồng khinh vì không môn đăng hộ đối. Từ một ngôi sao được săn đón trong làng giải trí, Lý Gia Hân phải hết mực cung phụng cha mẹ chồng.
tuân thủ hàng loạt quy tắc khắt khe nhà hào môn. Mà đến năm 2011, khi nữ diễn viên sinh con trai đầu lòng Hứa Kiến Hồng, cuộc sống trong gia tộc bề thế của người đẹp mới thoải mái đôi chút. Dỗ không được lòng gia đình chồng, đổi lại Lý Gia Hân được Hứa Tấn Hành cưng chiều hết mực, tỷ phú danh tiếng này cũng không ngần ngại công khai bênh vực vợ trước những lời đàm tiếu của thiên hạ. Doanh nhân giàu có này cũng chưa từng nhắc đến quá khứ của Lý Gia Hân hay chuyện riêng tư của bà xã. Bên cạnh đó, cô cũng được chồng cho phép tham gia các hoạt động trong làng giải trí, điều mà gia tộc họ Hứa chưa từng có tiền lệ. Đầu tháng 12 năm 2018, dư luận xứ Cảng Thơm được dịp xôn xao khi Hứa Thế Huân, đại gia giàu nhất nhì Hồng Kông đồng thời là bố chồng của Lý Gia Hân, qua đời để lại khối tài sản trị giá 42 tỷ HKD, khoảng 124.000 tỷ đồng. Nhiều người háo hức đợi xem gia sản khổng lồ của ông sẽ được chia cho con trai út Hứa Tấn Hành ra sao. Thời điểm công bố di chúc, không ít cư dân mạng đã tỏ vẻ hả hê khi vợ chồng Lý Gia Hân Hứa Tấn Hành không được chia thừa kế mà chỉ nhận khoản tiền trợ cấp 2 triệu HKD, khoảng 6 tỷ đồng mỗi tháng. Điều này khiến Lý Gia Hân phần nào nhận những lời mỉa mai, chế nhạo của cộng đồng mạng. Nhiều người giễu cợt người đẹp bất chấp mang tiếng tiểu tam, hồ ly tinh cướp chồng để làm dâu nhà giàu, nhưng đến cuối cùng chồng vẫn không thể thừa kế gia sản tỷ đô. Dân mạng thậm chí còn chê cười và nói vợ chồng cô đã nhận một món quà Giáng sinh không như ý muốn. Do vậy, Hứa Tấn Hành vẫn sở hữu nhiều tài sản giá trị và cuộc sống đáng mơ ước nhờ công việc kinh doanh phát đạt. Chính vì điều này, Lý Gia Hân vẫn khiến nhiều người ghen tị bởi cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Giờ đây, mỹ nhân đình đám thuở nào đã lùi về ở ẩn, chuyên tâm chăm lo cho gia đình. Thỉnh thoảng cô vẫn xuất hiện tại một vài sự kiện của làng giải trí và thu hút sự chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, mặn mà. Giờ đây, khi đã gần bước sang độ tuổi lục tuần, Lý Gia Hân đẹp mặn mà, sống một cuộc sống giàu sang, phúc hạnh bên cạnh người chồng và đứa con trai của mình. Có thể cái cách cô đi tìm hạnh phúc cho bản thân khiến nhiều người phải oán hận, trách hờn cho đến tận ngày nay, nhưng cô đã chứng minh cho mọi người thấy, mối tình của cô cùng Hứa Tấn Hành không chỉ đơn thuần là kiều nữ và đại gia, mà xuất phát từ tình cảm chân thật. Và dù điều đó có đúng hay sai đi chăng nữa, Lý Gia Hân cũng đã phải đánh đổi rất nhiều. Suốt bao năm chế giễu, khinh miệt, đai nghiến của giới dư luận Hồng Kông về một ả hồ ly tinh vì đồng tiền mà phá tan hạnh phúc của bao nhiêu gia đình. Giờ đây, khi mọi thứ đã đi qua và Lý Gia Hân cũng đã yên bề gia thất, những scandal ngày xưa của cô cũng nguôi ngoai. Chính vì thế, tốt nhất chúng ta hãy gạt bỏ đi những câu chuyện cay độc về nhau, mà hãy nhớ về Lý Gia Hân như một mỹ nhân tuyệt trần mà ngành điện ảnh Hồng Kông nói riêng và mọi khán giả nói chung đã may mắn có được.